nơi xa xôi của trời bạc ngàn màu xanh thắm xanh. Quê em thiên nhiên đất lành, rừng đực rừng tràm biển khơi với bao cá thơm. Bởi ta yêu nhau yêu mãi dài lâu, yêu đến muôn đời. Bên nhau ta xây trăng nước nhẹ lay xa đưa tiếng ai hò lớn. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mai chèo sông Ông Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về cái nắng đậm dài, nghe ai ru câu ơi hời. Thương em đừng để duyên lơ thời, tội nghiệp ghê nghe sắc xe tim tôi. Dân nào về năm căn, nhớ nhau qua lại cùng gần. Một lần về U Minh, nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy út mang xứ xoáng đẹp hơn. Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng nồ. Em đứng mình ơn một hương, duyên dáng mời khách lạ ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em sâu. Mau qua đầm dơi, nước sông lững lờ bóng tràm, thoáng nghe mùi hương. Mong em đến rừng U, cánh hoang bao trời xuân. Chúng mình về dùng năm căn, cùng lắng nghe khúc ca bình minh. Tiếng hò diều dập xa đưa, dòng sông nước trôi sông sâu con đò. Đêm chúng mình giá từng cùng nhau, lưu luyến bao ân tình khung trời cả. Sắc xe tim tôi chừng nào về năm căn, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh, nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy út mà xưa soạn đẹp hơn. Mà chỉ khó có sông vắng đò. Em đứng mình ơn một hương, duyên dáng mời khách lá ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Mai xa nhớ mãi quê em, nhà cửa của trời hãy ôm hát ca. Ta hẹn
bao diện thắm tình sâu hát câu thủy chung lứa đôi. Em nước mộng mơ yêu khúc dân ca yêu đất yêu người, yêu màu áo mới Cà Mau yêu mãi trọn đời. Không phải. Hay quá hay quá hay quá. Sao mới thấy lần đầu mình biết tụi ông tiền ta. Dạ biết chứ. Ông tin quá. Con nói đúng không? Trời, ta nói bây giờ con trai con gái của thời bây giờ sao mà nó đẹp lồng lộn lên à? Không giống như tôi. Thôi nói nghe nè, ông đừng có buồn. Hai đứa này nó đẹp lồng lộn thiệt mà ông được cái ông xấu lồ lộ. Cái xấu không có lộ ra ai cũng thấy hết trơn trời á, đừng có buồn. Nè con, hay quá. Hai đứa giỏi dạ. Quá. Nè. Dạ. Nè, con à. Chắc chắn con sẽ tìm được cái người yêu lý tưởng của con ở cái miền Tây này, nghe không? Ô, để không? Ta làm mai cho. Thôi ông còn con sao? Ông làm mai Vũ mà phải làm mai cho con nữa. Còn rồi, con đâu? Làm mai cho con luôn nha. Thôi ông dành cái gì, cái nghề làm mai là nghề của tôi mà dành cái gì không biết nè. Vậy hả, bà chị làm mai được hả? Ừ, được ăn được. Vậy tôi gửi gắm hai thằng cháu tôi cho chị nha. Nhớ là kiếm cho tụi nó những người vợ lý tưởng nha không? Biết rồi, thôi bây giờ mình làm gì đi. Chạy, hình như nhà ông ở gần đây phải không? Ây da, thôi bây giờ là sẵn đây rồi, thôi ghé nhà con Ngộ rồi chơi luôn đi ha. Ghé không có được, xuống đây chơi lâu quá rồi. Nè, cái đám tiên đồng ngọc nữ xuống đây hoài hà, mua may hoài hà, hái đào đi. Hái đào hả? Đi về trời với tôi nè. Không. Thôi tôi về trời nha. Chúc mọi người ở dưới này vui vẻ. Chúc con càng ngày càng hay lên cho con nha. Con cũng vậy nha. Dạ. Hô. Đi. Trời ơi, coi chi gì vậy trời. Chịu tủ không tiên. Rồi thôi, còn hai đứa ở đây nghe không? Dạ. Ráng kiếm được cô vợ miền Tây nghe chưa? Bây giờ dì Tám qua nhà A Chảy chơi chút nha. Dạ. Rồi thôi dì Tám đi nghe. Dạ, cảm ơn Tám. Cảm ơn A Chảy. Dạ. Con chào hai người ạ. Chào hai người đẹp. Bây giờ hai đứa tụi bay rảnh lắm à. Hết chỗ hát rồi đi ra ngoài sông lớn rồi lứng rồi múa cái chỗ mình chạm chạm đi. Chú, lần đầu tiên tao về dùng sông nước tao phải xuống sông tao tắm. Biết bơi không ông? Biết chứ. Đây cái động. Rồi đếm mọi ba tao nhảy xuống đi nha. Đếm. Rồi, tao đếm nha. Một. Mày đếm nhanh nhanh đi. Nhanh lên không? Hai. Hai. Ba. Ông nhảy nữa mày. Thằng tàu lao. Coi sen. Ôi ôi. Gì vậy? Cái gì đây? Cái gì vậy? Bên đây coi. Cái gì vậy ba? Cho tao coi. Coi gì? Tao coi cái này chứ cái gì mày? Mày giặt áo rồi mày coi hết hồn. Ủa sao giống vậy? Ủa. Sao giống vậy? Ủa. Ủa sao giống thiệt chứ bộ? Trời chết rồi, sáng còn đeo trên cổ mà giờ nó mất tiêu rồi. Trời ơi là trời. Cái này về. Cái gì vậy? Dạ em xin lỗi. Anh ơi, cái sợi dây chuyền này là của em nè anh. Cái mặt ngọc này là của em nè. Sợi dây này. Dạ anh xin cho em xin lại. Của ai? Của em á. Tào lao. Cái này là của nó. Tôi ở nhau chung nó từ nhỏ đến lớn nè. Nó có từ nhỏ tới lớn rồi. Cô đâu ra của nó thì của cô vậy? Ở đâu vậy? Anh nói gì kỳ vậy? Cái này là của em á. Em làm rớt. Anh ơi, em xin hai anh luôn á. Tại vì cái này á là rất là quan trọng với cuộc đời của em. Mà ba em mà biết em không có cái này đem về nhà là ba em quýnh em chết luôn á. Cái nó quan trọng với cô lắm hả? Dạ quan trọng lắm. Cái này của tôi, người đẹp. Nhưng mà nó của tôi. Không phải đâu, cái này của em á anh. Nhưng mà nó quan trọng đến cô đến mức độ nào? Dạ, nói đi. Nói chung là quan trọng dữ lắm. Nếu như mà em không đeo cái này ở trên cổ em mà về ba em thấy một cái ba em quýnh em chết. Em nói thiệt luôn á. Tại vì nó rất là quan trọng với cuộc đời em. Em mà không có cái này là em bị ế anh. Khi cái mặt căng thẳng dễ sợ. À, này là tôi tưởng cái gì ế. Không cái này mà ế. Ủa sao ế kỳ vậy? Dạ cái đó là vật đính hôn của em từ hồi nhỏ tới bây giờ á. Anh làm ơn cho em xin lại đi anh. Yên tâm em ế anh rước cho. Nè. Nó tào lao tầm bậy tầm bạ gì đâu không à. Gì tầm bậy, tao nói thiệt mà. Nè tao nói cho anh nghe nha. Nếu mà tôi có bị ế á, tôi cũng thèm lấy hai anh đâu. Đồ của người ta tự nhiên người ta làm rớt, giờ người ta xin lại cũng không cho nữa. Trời ơi, mặt mày cũng sáng sủa đẹp trai mà nghĩ thì sao? Đồ ăn cướp, đồ ăn giật. Tao nó chửi mình. Đồ ăn cướp. Có lấy hai anh cướp mà đẹp trai như vậy không? Ờ, có lấy hai anh cướp mà đẹp trai dữ dội không? Trời ơi, hai anh đừng nghĩ nãy tôi nói hai anh đẹp trai nha. Không dám đâu, thiệt ra hả? Hai anh coi cũng được thôi, chứ không đẹp trai gì lắm đâu. Mà ăn cướp dân vật là hết đẹp trai rồi. Nếu cô nói vậy phải không? Đi về. Dạ.
Quang. Ủa, trời ơi. Có nghe lộn không trời? Hai anh ơi. Trời ơi. Hai anh à. À. Làm ơn cho em xin lại miếng ngọc đi. Em nói chuyện đàng hoàng chứ đây anh mỏi quá. Anh mỏi, em nhìn anh mỏi lắm. Dạ rồi. Đúng rồi, giờ em nói chuyện đàng hoàng ha, anh cho em xin lại miếng ngọc đi anh. Nếu dạ. Mà bây giờ cô muốn xin lại miếng ngọc đúng không? Dạ. Thì cho phép tôi hỏi cô tên gì đã? Chị hỏi tên thôi, trả lại miếng ngọc không? Ừ. Dạ, em xin giới thiệu với hai anh. Em tên là Mén. Chị Mén đúng không? Dễ sợ. Trời ơi, tên dễ thương quá trời luôn. Anh xin giới thiệu nè, anh xin giới thiệu nè. Anh á, tên Vũ. Khu Huy Vũ. 20 tuổi. Cu te. Dễ thương. Và rất đẹp trai. Trời ơi. Gì kỳ vậy? Tự nhiên hỏi tên anh ta không hỏi lại, tự nhiên ngồi, tự nhiên đứng cái hả, giới thiệu lâm lá trơn à. Đâu ai hỏi anh đâu. Dạ. Vậy là mình có duyên quá rồi. Mày danh ra. Tao hả? Là hỏi tao nè. Anh tự giới thiệu, anh là Phùng Ngọc Huy, năm nay 20 tuổi. Em cứ gọi anh là anh Huy đẹp trai được rồi, bình thường thôi. Anh nói là tên gì? Phùng Ngọc Huy. Phùng Ngọc Huy hả? Trời, vâng. Đi vào đây. Ê, có cái mặt khác coi. Đúng rồi nè. Trời ơi, anh Phùng Ngọc Huy này nè, là ảnh là anh đóng phim đúng không? Diễn viên nè. Trời ơi, trên TV đẹp trai dễ sợ luôn á. Ở ngoài sao quá à. Ngu cho mày chú, tự nhiên mày giới thiệu mày chỉ đồ ngu. Vừa. Vừa mày nói chuyện với Mén. Dạ. Giờ muốn sao? Dạ muốn hai anh trả lại miếng ngọc cho em đi. Chứ không thôi á, em nói thiệt với hai anh á, hai anh mà không trả miếng ngọc cho em đâu, em nhảy xuống cái dòng sông này nè, em chết cho rồi đi. Chứ chạy về nhà, ba em mà thấy không có miếng ngọc, ba em giết em cũng vậy. Giờ thà em chết cái dòng sông này đi, nó còn đẹp hơn. Thôi khoan, được rồi. Dạ. Bây giờ hai đứa anh sẽ trả lại miếng ngọc cho em. Dạ. Với điều kiện là hai anh sẽ đố em, nếu mà em giải thích được thì hai anh sẽ trả miếng ngọc lại cho em. Trời ơi, hai anh ở trên Sài Gòn xuống, hai anh hỏi toàn mấy câu hiện đại không, em với quê muộn muốn chết luôn, sao em biết được mấy rồi, câu đó rồi, em trả lời. Rồi, anh sẽ đố em những cái gì mà gọi là ở dưới miền Tây có. Dạ, 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 vậy chịu. Rồi, lắng tai nghe nha. Dạ. Anh đố em ha. Dạ. Bây giờ một điều rất là đơn giản ha. Một điều rất là đơn giản. Ai cũng biết hết ha. Ai cũng biết hết. Có một con voi. Một con voi. Với một con kiến. Một con kiến. Con kiến á, nó từ từ nó leo lên cái lỗ tai con voi á. Nó nói nhỏ với con voi là là nó nói cái gì á, cái con voi nó chết cái đùng. Đó. Đố Mén, con kiến nói cái gì? Cái gì? Kiến nó nói cái gì mà con voi té cái đùng chết? Nó nói là trong lỗ tai con voi cứ đá nhiều quá. Phải lộn, nó lộn. Đó là anh nói. Hai anh đố câu hỏi gì mà kỳ cục quá à, sao ai biết được? Thua đi, nói thua đi. Thua đi, tôi giải quyết cho. Con kiến nó nói thua đó. Bây giờ nói đi. Con kiến nó nói là nó lỡ có thai với con voi rồi. Tào lao mới lao gì đâu không à. Ủa anh nghĩ sao vậy? Con kiến mà làm sao mà có thai với con voi được mà anh nói vậy? Thì đâu biết, ta kể sao tôi kể lại thôi. Bởi vậy câu hỏi tào lao gì đúng không à. Bây giờ hai anh đố tôi đúng không? Bây giờ tôi đố lại hai anh nè. Đố đi. Hai anh dám không? Dám. Hai anh nhớ nha, hai anh đố tôi con vật đúng không? Bây giờ tôi đố lại con vật nè. Nghe nha. Rồi. Có một đàn chuột băng qua đường. Băng qua đường. Mà đàn chuột nó bị điếc. Đàn chuột bị điếc gì? Hỏi đàn chuột nó mấy con? Hỏi đàn chuột mấy con? Từ để suy nghĩ cái. Chuột bị điếc mày. Chuột bị điếc. Bị điếc có nghĩa là bị thúi tai. Thúi tai là thái tui. Thái tui là thúi. Lại gì? Sao đâu có ra đâu ra sao? Lại gì? Lại gì mày? Bị cười hoài. Tao có biết mày đâu. Mày trả lời đi. Nó đâu mày mà. Lại gì anh? Lại gì anh? Thua. Trời ơi, thua mà cũng làm quá à. Vậy thì nghe tôi giải đáp nè. Điếc có nghĩa là hư tay. Hư tay có nghĩa là 24 là 24 con chuột. Hay mày, hay mày, nó nói ai mày? Điếc là hư tay, hư tay là 24 con chuột. Đúng rồi, mày ngu quá Huy ơi. Không có thông minh gì hết trời ơi. Đó. Đúng rồi, trả lại miếng ngọc cho em. Trả gì? Nó đố rồi, tao anh đố. Ủa
Ủa gì kỳ vậy? Sao hai anh dân gian quá à? Bây giờ nếu mà anh mà đố em mà em giải thích được, anh sẽ trả ngọc cho em liền. Anh hứa đi nha. Hứa luôn. Rồi anh đố đi. Đố em nha. Mình đang chơi mấy con động vật đúng không? Đúng rồi. Đố em, con động vật nào có vú mà biết bay? Con động vật nào biết bay? Mà biết bay. Trời. Anh nói tầm bậy tầm bạ gì vậy hả? Tôi là con gái đó nha. Hai anh nói tầm bậy tầm bạ không à? Không tầm bậy tầm bạ, cái này là có sự thật đàng hoàng. Động vật có vú biết bay. Bay bay còn cao lắm luôn á. Ôi, hai anh này kỳ quá. Ba ba ơi, ba ba. Cái gì chơi chơi dạ giúp người thân á con. Trời chơi mát. Ba, hai anh này anh chồng con nè. Bé ơi, bé. Trời ơi, ba ba là về nhà không thấy con đi lâu ra ngoài này. Ủa, hai thằng này nó chưa chịu đi về hả? Không đúng. Muốn kì giật nè. Cái gì vậy? Ủa, ba biết hai anh này hả? Hai anh này dạ, ba chảy. Lấy miếng ngọc của con. Ôi mà con hả? Đố tầm bậy tầm bạ, nói tầm lầm tầm lum tầm lá trơn á. Ây da, giữa ban ngày ban mặt mà tụi bay lắm tầm bậy tầm bạ hả? Đâu có đâu. Con là tụi con là nhặt được miếng ngọc thì giờ bé mén muốn lấy lại miếng ngọc thì con phải đố miếng ngọc, nếu ngọc giải quyết được thì con sẽ trả miếng ngọc ra cho bé mén. Đúng rồi, con đâu có làm gì đâu. Bình tĩnh đi. Dạ. Mà nó đố con cái gì mà con nói bậy bạ. Dạ. Con đố vậy nè, hỏi cô á, tự nhiên đố là hả? Động vật nào biết bay mà có vú? Đúng rồi, động vật nào có vú? Dạ. Biết bay. Biết bay. Biết bay mà có vú. Đúng rồi. Bay. Đừng có vậy tao nghe dạ. Tao sợ quá à. Cái kỳ quá. Là cái gì? Là cái gì vũ? Là cái gì mà tụi bay đó? Là tiếp viên hàng không đó tám ơi. Trời ơi, vậy mà cũng không biết nữa. Trời ơi là trời. Ai ai quá hay không? Hay không? Hay không? Hay không? Ờ miếng là tám. Ồ quá đã. Không có bậy con ơi. Thì mấy cô tiếp viên hàng không á có cái này bay ở trển. Đúng rồi. À đúng rồi. Tầm bậy tầm bạ đâu không? Con đâu có hiểu gì đâu. Ai biểu mày cá lộ chi thì nó lố vậy là nó giải vậy là lúng rồi. Mà ba ba ơi, ba ba. Cái gì? Ba ba nói hai ảnh trả lại miếng ngọc đi. Ba ba con lỡ làm rớt rồi. Nãy hồi nãy là giống như là có lời hứa rồi phải không? À, nếu mà trả ngọc thì nếu mà muốn lấy ngọc lại thì cho hôn cái được không? Ba ba chứ mặt ba ba mà anh còn vậy nữa đó ba ba. Nãy là giữ lời hứa mà. Hồi nãy là nói là nếu mà mén mà giải quyết được á, giải thích được những câu đố thì trả miếng ngọc lại. Còn nếu nãy giờ mén đâu giải thích được những câu đố đâu, nên giờ mén phải sao cho Vũ hùng cái thì trả miếng ngọc. Ba ba mén à. Ba ba cái gì? Ai biểu mày cá thì cũng may mày cá hung rồi, mày cá cái khác là xảy ngộ rồi á. Mén à. Mén ơi. Ủa vậy là con phải chịu vậy hả ba ba? Chị mén rồi. Thôi. Trời ơi, con dạ nghĩ làm sao vậy? Con nghĩ làm sao con gái người ta mà con nhào qua con hung như vậy? Mày hung lố quá, mày hung vừa thôi. Trong khi tao đứng đây mày không hung. Trời ơi, đâu có lạ. Mày hung kia cho nó lạ. Làm luôn. Mày làm cái gì cũng vừa thôi, mày làm gì mà chết con gái tao cần chết luôn á, nó ngập thở sao vậy? Cái chạy đẹp quá. Chạy gái đẹp quá. Thôi, vậy là tao hiểu mọi chuyện hết rồi, cái chuyện mà miếng ngọc thấy không? Dạ. Rồi miếng ngọc đâu rồi? Đứa nào vậy? Dạ. Thật sự là miếng ngọc này là của thằng Vũ đeo từ nhỏ đến lớn rồi. Còn miếng ngọc này là con nhặt được nè. Hay. Dạ. Ê, ba. Sao giống quá vậy? Dạ, đúng vậy? Rồi, miếng ngọc của con á. Ủa, cái này của con. Ỉa lâu mày có cái này á? Ỉa lâu. Con hả? Cái này con đeo từ nhỏ rồi. Dạ. Má. Má con nói là cái này là vật đến nước của con nè. 20 tuổi gì đó có cô gái xinh đẹp nào ở Cà Mau về rước con á chạy. Ây da, hú hồn luôn á. Ây da, mẹ ơi, cái thằng này á cái là nó là chồng tiên lây của mày đó. Đó, vậy hả? Nó có hai đứa giống nhau là hí hú hồi nhỏ rồi á. Ủa, vậy là chồng tương lai của con á hả? Chồng em nè mẹ ơi, sao trùng hợp quá vậy? Chồng em nè mẹ. Bay cũng bậy lắm á. Bay nói sao xin phép má bay rồi. Má bay rồi tao gặp ở trên thành phố rồi. Bà nói là nói biết tụi bay xuống với miền Tây á. Không có nói là đi lâu hết trơn trời. Bà liền kín quá trời quá lét liền á. Xong chịu xuống nói ở Cà Mau này cho bà biết bà tới đây. Con xin đi, má con đời nào cho con đi đâu á chảy ơi. Má con nói sợ con bị bắt cóc vì con quá đẹp trai á. Anh này, chú gian quá. Con cũng có cái khăn mà má con đưa từ nhỏ nè chú. Ờ đúng rồi đó, nó có cái con nhỏ mà ngồi bán hộp vịt lộn nó cũng thấy có cái khăn mà mày nói luôn á. Mày nhận
vợ con với nó luôn đi à. Dạ, dạ không có. Không, cái tóc này cũng giống vịt lộn thì có quay. Trời đất ơi, vậy là vui rồi. À, vậy ông tìm được con ghẻ rồi đó. A Chảy ơi, dù sao con xuống đây mà con không yêu má con ơi. Trời đất ơi, là tiên kiếm vợ cái mẹ nó đi nước ngoài, tẩy chân bên trái còn chân bên phải tao vẫn còn đi đi mà giết tháo có tháng rồi, biết không? Ây da, chị xui. Chị xuống đây rồi ạ. Trời đất ơi, nó chốt tôi xuống đây, nó có nói với tôi đâu anh xui. Ủa, mà má biết con ở đây rồi má. Trời đất ơi, má đã nói là cuối tháng này á, má dắt con về đây. Thấy bay không có ở nhà, nó biết bay vòng xuống đây trước rồi. Rồi, khổ thôi, ghê gì à. Thôi, bây giờ sẵn là chị xui xuống tới rồi, có mặt ở đây luôn, cái bản mặt chị đứng đây rồi đó. Bây giờ là tôi giới thiệu luôn. Ê, hey, Mén à. Dạ. Giới thiệu với con, đây là má chồng tương lai của con. Còn cái thằng này của con à, con biết vậy á. Ây dạ, con dâu của bà đây nè. Biết rồi, hai má con tôi đẹp đều. Trời ơi, chị gan hơn tôi vậy đó. Tại vậy bà nhận bà đẹp. Nè, nói nào ngay. Lúc á, mà má sanh thằng Vũ ra cũng lúc là má con sanh con ra đó. Dạ. Nhưng mà khổ nó bị bệnh nên má con mới qua đời sớm để cho con với a ba con ở lại. Lúc đó a ba con đâu có lấy gì có sữa đâu cho con bú, cho nên là mấy người bú thép tôi cả thời gian đó nha. Vậy hả ba ba? Thì con thông cảm đi, a ba ba đâu có cái này đâu. Ba giúp một tay hết trơn á, trời ơi, giúp một tay một miệng rồi cắt khí luôn á. Thôi giờ vậy nè, nói chung là nhắc lại cái chuyện hồi xưa. Dạ. Hồi xưa đó là coi như là gia đình là hai bên là rất là thâm tình á. Dạ. Coi như là anh em một nhà luôn á con. Rồi ông lợi của cái thằng quỷ này nè, đó là con nói chuyện với ba. Rồi khi mà hai đứa nó liến lên rồi mà lúng 20 tuổi á, là sẽ là lên duyên chồng vợ. À, bây giờ là hai đứa gặp nhau rồi. Thì bây giờ thôi, mình tính gì ha? Tính trời gì? Ơi, tính cái gì nữa, hai đứa gặp nhau thì làm mẹ cái đám cưới luôn đi. Để tôi tính cái coi. À, lúng rồi á. Mai làm được không? Trời ơi, gấp dữ vậy. Ây da, cũng liệt chơi luôn. Ôi, sao nhanh vậy? Bây giờ luôn đi. Bây giờ đi. Liệt luôn, nhưng mà lấy điều kiện là phải là tổ chức ở Cà Mau đĩa. Ở đâu cũng được hết, tôi chiều anh xui luôn. Chị chơi quá. Vậy là bắt đầu mình chuẩn bị làm coi gì.